Bạn là thanh niên đấy, đừng ngồi yên như thế. Vì chặng đường ta sẽ đi còn bao chông gai chờ đón. Việc gì ta đâu ngại chi, để cùng sánh bước bên nhau và cùng cố gắng vượt lên chính mình. Chi đoàn cơ quan khối chính quyền được sáp nhập từ chi đoàn khối văn xã và chi đoàn khối kinh tế từ cuối năm 2014. Trong nhiệm kỳ 2014-2017, ban chấp hành cùng đoàn viên trong chi đoàn đã nỗ lực đoàn kết và phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ, thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức 7/7 chỉ tiêu mà nghị quyết đại hội đã đề ra. Có được kết quả đó là nhờ nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao, kịp thời của Đảng ủy cơ quan chính quyền, Ban Thường vụ huyện đoàn, bí thư các chi bộ và sự phối hợp tạo điều kiện của các cơ quan, đơn vị và các tổ chức đoàn thể. Với phương châm tuổi trẻ thi đua học tập, lao động, sáng tạo, xung kích xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh, chi đoàn đã không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục bằng những chương trình hành động, phong trào thi đua thiết thực, sôi nổi. Từ đó đã làm chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của đội ngũ đoàn viên thanh niên, tạo sức lan tỏa sâu rộng. Cùng với đó, 100% đoàn viên trong chi đoàn đã tham gia học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh và cụ thể hóa bằng hành động thông qua việc nỗ lực thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ công tác chuyên môn, tham gia giúp đỡ cộng đồng, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động meeting, diễu hành, cổ động do huyện đoàn phát động về tuyên truyền an toàn giao thông, phòng chống ma túy, tội phạm trên địa bàn huyện. Vừa qua thì được sự quan tâm của huyện đoàn như thế, sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy cơ quan chính quyền, bí thư các chi bộ, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có đoàn viên tham gia sinh hoạt, sự trách nhiệm nhiệt tình của các đồng chí trong ban chấp hành chi đoàn và đoàn viên trong chi đoàn. Chính vì vậy mà trong nhiệm kỳ qua thì chi đoàn đạt được một số cái kết quả tiêu biểu. Chi đoàn cũng đã chủ động đẩy mạnh cái ứng dụng công nghệ thông tin trong cái cải cách hành chính. Đặc biệt là việc là ứng dụng trong cái việc là tích hợp hệ thống thư điện tử công vụ trên các cái hệ điều hành smartphone. Cùng với đó thì nhân dịp các ngày lễ, ngày Tết, ngày thương binh thì chi đoàn đã phối hợp với các đoàn xã, thị trấn thì tổ chức đến thăm hỏi, động viên các đối tượng, gia đình chính sách, có người có công. Trong này được đoàn viên tham gia là tích cực hưởng ứng. Với thế hệ cha anh đi trước, tuổi trẻ chi đoàn khối cơ quan chính quyền đã làm tốt các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, thắp nến tri ân nhân ngày thương binh liệt sĩ 27 tháng 7. Hàng năm, chi đoàn thường xuyên phối hợp tổ chức cho đoàn viên thanh niên tham gia hưởng ứng các hoạt động ý nghĩa nhân văn này. Trong nhiệm kỳ, chi đoàn đã phối hợp với đoàn xã Đông Sơn, Tam Tiến, Hương Vĩ và thị trấn Bố Hạ tổ chức trực tiếp đi thăm hỏi, động viên và tặng 12 suất quà trị giá 4 triệu đồng cho đối tượng chính sách, người có công với cách mạng. Qua đó, góp phần giáo dục truyền thống quê hương, giáo dục lý tưởng sống, tiếp thêm nghị lực cho thanh niên phấn đấu vươn lên trong công tác, học tập, rèn luyện bản thân. Hàng năm, nhân dịp Ngày Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6, chi đoàn đã tặng 360 suất quà trị giá 20 triệu đồng và tổ chức các hoạt động vui chơi, văn hóa, văn nghệ cho các cháu thiếu nhi là con em cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong khối đầy ý nghĩa, thu hút đông đảo thiếu nhi tham gia, góp phần động viên khích lệ các cháu thiếu nhi chăm ngoan học giỏi. Phát huy vai trò xung kích của thanh niên tham gia và phát triển kinh tế xã hội. Từ năm 2014 đến nay, lực lượng đoàn viên thanh niên trong chi đoàn đã có nhiều sáng kiến cải tiến trong công tác chuyên môn và thực hiện nhiệm vụ được giao. Là thành viên nòng cốt ở mỗi cơ quan đơn vị trong việc đẩy mạnh công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc và trong cải cách hành chính. Một số đoàn viên thanh niên trong chi đoàn đã tham mưu triển khai và đưa vào vận hành sử dụng hệ thống truyền hình trực tuyến, các hội nghị đến các xã thị trấn, đồng thời triển khai các phần mềm một cửa điện tử, phần mềm quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp qua mạng, tích hợp hệ thống thư điện tử công vụ trên các dòng điện thoại thông minh smartphone, nhằm tiết kiệm thời gian, văn phòng phẩm tại các cơ quan đơn vị với số tiền tiết kiệm khoảng 500 triệu đồng tại các cơ quan có đoàn viên sinh hoạt, đồng thời đổi mới theo kịp những bước tiến về công nghệ trong sản xuất và phát sóng các chương trình phát thanh truyền hình điện tử. Đoàn viên các cơ quan không ngừng học tập, sáng tạo, chuyển giao những tiến bộ khoa học kỹ thuật, cây con giống mới cho bà con nông dân được nhân dân hưởng ứng và ủng hộ.
Chi đoàn khối chính quyền ấy là một trong những chi đoàn trong 39 cơ sở đoàn của toàn huyện. Thế thì đối với ban thường vụ huyện đoàn ấy thì đánh giá rất cao về chi đoàn các cơ quan chính quyền. Bởi vì là những cái hoạt động trong năm qua, ví dụ như là những hoạt động tặng quà rồi Tết vì người nghèo. Đấy, thì các đoàn viên trong chi đoàn khối chính quyền ấy thì rất là nỗ lực phấn đấu. Đấy, về những chương trình của hoạt động của đoàn. Nhận thức rõ vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đoàn trong việc tham gia xây dựng đảng. Trong nhiệm kỳ qua, Ban chấp hành chi đoàn đã giới thiệu được 13 đồng chí đoàn viên ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng cảm tình đảng, đạt 260% so với chỉ tiêu đầu nhiệm kỳ. Giới thiệu cho đảng xem xét kết nạp 19 đồng chí, đạt 380% so với chỉ tiêu đầu nhiệm kỳ. Hiện nay, số đảng viên trẻ sinh hoạt trong tổ chức đoàn là 32 đồng chí, một đồng chí tham gia đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện. Đã có các đồng chí giữ các chức vụ phó trưởng ngành các cơ quan, đơn vị. Các hoạt động tình nguyện vì an sinh xã hội được chi đoàn quan tâm thực hiện, điển hình như hưởng ứng Ngày hội Hiến máu tình nguyện, Ngày Chủ nhật đỏ. Trong nhiệm kỳ đã có 32 lượt đoàn viên tham gia hiến máu nhân đạo. Đặc biệt có những đồng chí tham gia hiến máu từ 3 đến 5 lần. Việc tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu đã được đoàn viên thanh niên triển khai rộng khắp. Hàng năm, chi đoàn đã tổ chức các hoạt động thanh niên tình nguyện như ra quân tháng thanh niên, dọn vệ sinh môi trường, khu vực khuôn viên Ủy ban Nhân dân huyện, thu gom được trên 25 khối rác thải, thu hút trên 200 lượt đoàn viên tham gia. Cùng với đó, phong trào đồng hành với thanh niên trong nâng cao sức khỏe và đời sống văn hóa tinh thần cho đoàn viên trở thành phong trào lớn mạnh của chi đoàn. Ban chấp hành thường xuyên khuyến khích đoàn viên tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao ngoài giờ làm việc. Tích cực tham gia các hoạt động văn hóa thể thao do đoàn cấp trên tổ chức. Với những nỗ lực đó, hàng năm, hầu hết các đoàn viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tập thể chi đoàn luôn được đoàn cấp trên xếp loại là chi đoàn vững mạnh. Trong nhiệm kỳ tới thì ban thường vụ đoàn thì rất là mong muốn chi đoàn cơ quan chính quyền ấy thì tiếp tục phấn đấu những cái gì mà mình đã đạt được trong nhiệm kỳ 2012-2017 và phấn đấu tiếp tục trong năm nhiệm kỳ 2017-2022. Tin tưởng rằng trong đại hội lần này, đoàn viên trong chi đoàn sẽ sáng suốt lựa chọn những đồng chí thực sự có uy tín, có nhiệt huyết với công tác đoàn vào ban chấp hành khóa mới, để họ xứng đáng đại diện cho trí tuệ của tuổi trẻ chi đoàn, có những cách làm hay, sáng tạo, đưa chi đoàn ngày càng vững mạnh và phát triển. Với những nỗ lực và quyết tâm đó, hy vọng tuổi trẻ chi đoàn cơ quan chính quyền sẽ khẳng định, phát huy được truyền thống con cháu cụ Đề là lực lượng tiên phong trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, góp phần xây dựng quê hương yên thế ngày càng phồn thịnh, văn minh. Còn bao chông gai chờ đón, việc gì ta đâu ngại chi, để cùng sánh bước bên nhau và cùng cố gắng vượt lên chính.